Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay 7 tháng 9 và ngày mai 8 tháng 9 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, hình thế thời tiết trong 24 giờ qua, Kiên Giang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa rào nhiều nơi, với gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Hình thế thời tiết hiện tại, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây và hoạt động mạnh dần. Khu vực Kiên Giang trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng chính bởi trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, kết hợp với rìa phía Nam của rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Thời tiết Kiên Giang trong đêm nay 7 tháng 9 tiếp tục có mưa diện rộng. Từ ngày mai 8 tháng 9 thì mưa sẽ giảm dần. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết cụ thể cho từng khu vực của tỉnh Kiên Giang. Ở khu vực thành phố Rạch Giá, tại khu vực này thì trời nhiều mây, trưa chiều sẽ có mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, với gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ trong ngưỡng từ 24 cho đến 30 độ. Sang đến khu vực thành phố Hà Tiên, tại khu vực này trời nhiều mây, đêm có mưa và dông, ngày sẽ có mưa rào rải rác, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, với gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 24 cho đến 29 độ. Sang đến khu vực các huyện Kiên Lương, Giang Thành và tại Hòn Đất, tại khu vực này trời nhiều mây, sẽ có mưa rào và dông cục bộ, có nơi có mưa vừa. Thời gian có mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Ngày thì có lúc giảm mây hửng nắng, với gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ trong ngưỡng từ 23 cho đến 30 độ. Sang đến khu vực Châu Thành, Tân Hiệp và tại huyện Dùng Riền. Khu vực này trời nhiều mây, trưa chiều sẽ có mưa rào và dông rải rác. Ngày có lúc giảm mây hửng nắng, với gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ trong ngưỡng là từ 24 cho đến 29 độ. Sang đến khu vực các huyện Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng. Khu vực này trời nhiều mây, trưa chiều sẽ có mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, với gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 30 độ. Sang đến khu vực thành phố Phú Quốc, tại khu vực này thì trời nhiều mây, đêm sẽ có mưa vừa và dông, ngày có mưa rào rải rác, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, nhiệt độ trong ngưỡng là từ 24 cho đến 29 độ, với gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng là từ 0,5 đến 1,5 mét, biển có lúc động nhẹ. Sang đến vùng ven bờ Kiên Giang, Nam Du và tại Phú Quốc. Tại khu vực này thì trời nhiều mây, sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày thì có nắng gián đoạn. Nhiệt độ trong khoảng là từ 25 cho đến 30 độ, với gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét, biển có lúc động nhẹ. Sang đến khu vực Phú Quốc, Nam Du và tại Thổ Chu. Khu vực này trời nhiều mây, đêm sẽ có mưa vừa và dông, trưa chiều thì ngày có mưa rào rải rác, có lúc giảm mây hửng nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 30 độ, với gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét, biển có lúc động nhẹ. Lưu ý là trong cơn dông thì có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là gió giật mạnh, lốc xoáy và sét đánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát Thanh và Truyền hình Kiên Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.